Chào anh MC Len nhá. Thì trong cuốn Cổ học tinh hoa ngày hôm nay mình đã đọc cái chương không nên làm việc nghĩa, à khổ thân làm việc nghĩa. Thì trong cái chương này người Mặc Tử có sang nước Tề, nước láng giềng để chơi và sang thăm người bạn cũ. Thì các hành động này nó rất bình thường, các bạn đi sang tỉnh thành khác thì ra có người sẽ thăm bạn của mình ở đó hoặc không thì không việc. Nhưng với cá nhân mình thấy hành động sau cái việc này nó rất đơn giản mà có sự đạo đức, nghĩa là có nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến người khác. Còn ra đi đường xa mệt mỏi đúng không, có thể nghỉ ngơi, có thể đi chơi, có thể làm rất nhiều việc khác, nhưng không, ông ấy chọn việc thăm bạn cũ. Nhìn nó rất đơn giản vậy thôi mà ngay bản thân mình trong quá trình sống hiện nay thực sự để mà dành mối quan hệ thời gian cho mối quan hệ cũ nhiều khi mình không bỏ ra được. Mình chỉ tập trung vào mối quan hệ đang xoay quanh hiện tại thôi, ví dụ những người đang bạn bè đang chơi hiện tại, những người đang làm cùng hiện tại, chứ không dành thời gian cho những cái người mà trước đây làm cùng hoặc là trước đây đã quen biết rất thân như nào đó. Nhiều khi mình bị gọi là quên như nhau đấy đó, một cái hành động nhỏ mình nghĩ liên tưởng như vậy. Cái thứ hai, nhân vật thứ hai trong câu chuyện này mình phân tích thôi, mình phân tích ai là nhân vật thôi, thực ra là phải phân tích cái từ thứ ba đấy, những người trong thiên hạ, những người mà không làm việc nghĩa giống như Khổng Tử, à Mặc Tử. Thì những người đấy là cái gốc vận hành của họ đấy là tham sân si ba đồng, nhưng mình sẽ không nói sâu cái đấy và mình sẽ phân tích hai từ nhân vật thôi. Từ nhân vật là Mặc Tử và người bạn của anh ấy, à chú ý ông ấy gì đấy. Thì người bạn này có khuyên Mặc Tử đấy là đường xã hội trái làm việc nghĩa đâu, mình ông làm gì cho khổ thân ra có thay đổi được gì đâu đúng không. Về một góc nhìn mà ẩn sâu sau đó là hơi hơi thiếu trí tuệ mà có đạo đức đúng không? Vì ra đi theo số đông thì mình sẽ là một người bình thường thôi, nhưng mà đi ngược lại số đông thì mình có thể đặc biệt hoặc là hơi điên. Mặc Tử chắc chắn không phải người bình thường rồi, đặc biệt điên, đặc biệt hay điên thì phải xét sau. Còn một cái nữa, chúng ta sẽ xét được cái cạnh người bạn này khuyên Mặc Tử có lẽ ở sau vận hành sau cái này là ngoài thiếu trí tuệ một chút thì có đạo đức, rất là đạo đức, nghĩa nghĩ cho người bạn của mình đúng không, nghĩa có cái hệ việc các bạn đi làm mà không tốt khuyên bạn. Chứ thực ra Mặc Tử là mình nghĩa không ảnh hưởng quá gì ông đấy đâu, không ảnh hưởng đến nội miếng cơm manh áo bát gạo nhà ông ấy, ông vẫn khuyên đúng không, cũng có thể lời khuyên chẳng mất tiền mua, cứ khuyên vậy thôi. Thì cái này là hành động đạo đức hoặc tham được nói một trong hai cái gốc này. Còn về nhân vật Mặc Tử trong câu chuyện này mình sẽ phân tích hai ngoài hành động đầu tiên đến mặt cũ còn hai hành động khác trong câu trả lời ông ấy. Đầu tiên thay vì trả lời câu hỏi của người bạn của mình thì ông ấy đặt, đầu tiên ông đặt ra sự nghi ngờ đã. Đấy. Ông ấy nghi ngờ cái luận điểm của người bạn đấy. Đấy, ví dụ ông ấy lấy một cái so sánh như việc xã hội có nhiều người làm việc, à ít người làm việc nghĩa, giống như trong một gia đình 10 người con đúng không, chỉ có một đứa chịu làm kiếm ăn còn 9 đứa lại ngồi không ăn sẵn, thì có phải chăng cái đứa kia cũng nên ngồi không luôn cùng không, 10 đứa ngồi không lấy gì mà ăn đúng không. Và ông đặt ngược lại một câu hỏi, có càng khó khăn càng trong nghịch cảnh thì ông ấy càng phải làm việc nghĩa nhiều hơn, cũng giống như một người anh trong cái gia đình mà phải càng làm bốn người em bốn người con ấy thì họ lại càng làm nhiều hơn làm trụ cột đúng không. Đấy, và để những cái đứa kia nó có gương, nó nhìn vào mình làm gương và nó noi theo. Mặc Từ cũng vậy, trong một cái xã hội vô thường người ta không làm việc nghĩa ông vẫn phải làm để họa trăng trôi đi trong dòng đời có một hai ba người cảm động động cảm bởi vì cái công việc làm việc nghĩa ông ấy và làm theo thì xã hội này sẽ tốt hơn, lòng người sẽ xanh hơn rất là nhiều. Ok, đấy là về đúc kết lại qua câu chuyện. Còn bây mình sẽ liên tưởng lại công việc qua bốn hành động đó. Đầu tiên là việc chăm sóc lại mối quan hệ cũ đi, giống như việc Mạnh Tử đi sang thăm người bạn ở nước Tề ấy. Thì bạn hãy tưởng tượng như có những mối quan hệ cũ trong công việc cũ của bạn, ví dụ ngày xưa những người chị làm ốp thế giới động rất là tốt, cho mình vay tiền mua xe mà dù chẳng quen biết gì nhiều đúng không, chả biết nhà mình ở đâu, sẵn sàng cho mượn thẻ tín dụng 60 triệu cầm để đi làm ăn, bây giờ mình muốn mất cũng chả biết tìm mình ở đâu đó. Đó là cái mối quan hệ rất là chân quý, thì nhiều khi thay đổi môi trường làm việc ít cơ hội tiếp xúc thì chúng ta lại quên đi những người đó, thì liệu chăng chúng ta nên thành người đang chăm sóc và duy trì những mối quan hệ đó. Ok, đấy là liên tưởng đầu tiên. Về bọc thứ hai, đấy về sự đưa ra lời khuyên, đầu tiên mình đi một chút về người bạn đi. Liên tưởng công việc, nếu mà trong công ty lên ấy, mỗi người một góc điểm, mỗi người một quan điểm làm việc, mỗi người một ưu điểm thế mạnh, có thể người ta là người trong cuộc, người ta quản lý tòa nhà như vậy, người ta thấy là bình thường,
bản thân mình cũng không phải người giỏi quản lý tòa nhà, những em khác thấy những cái điểm không chưa hợp lý trong tòa nhà đấy, nó còn bẩn ở đâu đó, còn xấu ở đâu đó, thì anh em có thể góp ý cho mình đó, nói góp ý cho người khác. Tất nhiên mình đi từ tâm tốt chứ không phải để thể hiện bản thân mình giỏi hay để chê bai họ kém, và xuất phát từ cái là muốn họ tốt hơn, muốn họ hoàn thành công việc họ ok hơn đó, đó là cái thứ hai. Ok, về mạnh tay hành động của mạnh từ đi, đầu tiên là đặt nghi ngờ, cái này cực kỳ quan trọng trong công việc của các bạn. Khi bạn được giao một công việc nhé, thì mình phải nghi ngờ, sao ông Toàn lại giao cho mình cái việc đấy nhỉ, đang nhiều việc, nhà bao việc lại giao mình cái việc, mất bao nhiêu thời gian đúng không, không phải tự nhiên mà thích ngân lại bảo các bạn phải kiểm kê lại tài sản, rất là mệt, mình cũng thấy mệt cái đó. Nhưng mà nếu bạn đặt câu hỏi tại sao phải làm như vậy, bạn đặt mình ở vị trí của ngân, các bạn sẽ hiểu là công ty thanh toán rất nhiều tiền tủ tiền phạt, các bạn là người cầm tiền thanh toán, các bạn là người ở thực tế tòa nhà, ngân không biết được thực tế các bạn đã nhận bao nhiêu cái tủ. Ngày nay tất cả anh em đều tốt không sao đúng không, nhưng một hôm tới công ty có một ông ấy thực ra ông ấy chỉ kê chi tiêu là khoảng 12 cái tủ đi, nhưng thực tế trong tòa nhà có 8 cái tủ thôi, thì 4 cái tủ nữa công ty chịu thiệt hại đó đúng không. Tất nhiên là công ty mình đều những người rất là đạo đức trung thực ba gốc, không có trường hợp đó, mình lấy ví dụ thôi, mình đặt câu hỏi tại sao công ty phải làm như vậy. Ok, cái thứ hai đấy là khi mà đã suy nghĩ phản biện, tư duy phản biện, suy nghi ngờ rồi, thì thay vì trả lời câu hỏi một câu hỏi, mạnh từ đặt lại câu hỏi để trả lời câu hỏi đó. Ông hỏi như thế nào nhỉ, ok, liên tưởng như thế nào nhỉ. Bản thân mình thì hay sử dụng cái cách này khi mình không biết câu trả lời hơn, thường khi không biết câu trả lời câu hỏi thì mình sẽ hỏi lại người ta một cách khéo léo. Còn các bạn hãy áp dụng công việc này ngay khi hỏi ạ, nhưng khi khách hỏi cái chỗ cái tòa nhà này của mình có những